Cơm như đây rồi sao ăn? Rau không làm sao mà ăn. Dạ, đồ ăn tới ạ. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Dạ, con làm theo lời ông nói tối qua, giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí à. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Các bạn của em nè. Mẹ ăn nữa. Cui. Đến. Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng, ráng mà ăn đi. Con ăn thôi à. Ba nha. Ê, lớp trưởng gửi tài liệu ôn thi kìa, đi anh liền đi. Tôi có cái nào học bài đâu, thôi khỏi đi. Không học bài sao đậu trời. Ê, đi anh liền đi, có nhà bố không? Cho tôi xin trăm tờ đi. Trong tủ. Hay ta, nói cái có liền luôn ta. Ồ, có luôn nè. Dừng lại. Không được đâu. Chào chị. Sao vậy chị? Cậu không có anh ở đây được đâu. Chị phải cho anh biết lý do chứ. Tại vì anh 100 tờ thì nhiều quá. Còn tốn tiền mực, tiền điện nữa. Không có được đâu. Cái đó thì có đáng bao nhiêu? Nhà mình đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng, nên in 100 tờ là không có được. Với lại, lỡ ông biết được thì sao hả? Xin lỗi cậu nhiều nha. Của ai nhà nấy in nha. Làm sao ông biết được? Không sao đâu. Không có được đâu. Cẩn thận vẫn hơn mà. Giấy này á, người ngoài cũng không có sử dụng được đâu. Cậu muốn xài nhiêu thì nói tôi đưa cho cậu nha. Nhà ông mới bán cho chị hả? Là sao? Tôi tưởng chị chủ nhà không đó. À không phải, là do ông của tôi á. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Ê, điện thoại tôi hết pin rồi, mấy cho mượn dây sạc được không? Ở đó đó. Ý, không có được đâu, của ai nấy xài nha. Rồi, của ai nấy xài đi. Gấp chuyện gì mà gấp dữ vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thấy mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Dạ thưa ông, con xin báo cáo. Ừ. Đầu tiên là quan muốn in 100 tờ giấy, nhưng con nhất quyết không cho, nên tiết kiệm được 20 ngàn. Giỏi. Sau đó, làm chi gọi pizza nhưng con cũng không cho, nên đã làm chuối chiên cho nó và tiết kiệm được 300 ngàn. Quá giỏi luôn. Dạ, còn nữa không? Tôi xin giao táo. Sau đó, con đã trả lại số táo mà nhà mình đặt hàng tháng, vì táo tháng trước mua vẫn còn nhiều và còn ăn được. Con giỏi lắm. Những trái táo sắp bị thối, con đã gọt đi phần hư rồi cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh. Nếu không làm vậy thì táo sẽ bị hư hết. Kết quả là tiết kiệm được 1.200.000. Thông minh quá. Cuối cùng, để tiết kiệm nước, con đã bỏ đá vào bồn cầu. Con nói là bỏ đá để tiết kiệm nước hả? Dạ đúng rồi ông. Tuy là không có tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng tiết kiệm gần được 100.000 đó ông. Trời ơi trời, vậy mà con cũng nghĩ ra. Sao con giỏi quá vậy? Tiết kiệm gì là hay đó, cứ thế mà phát huy nha. Dạ. Tài ơi là tài. Chỉ vì cái sự tiền tốn gần 200 triệu cho người phụ nữ của mày mà khiến người trong nhà phải chịu cực khổ.
không được in giấy. Ăn tao thôi, bồn cầu thì đầy đá. Sao vậy? Đúng là cái thằng không có lương tâm mà. Con sẽ tìm thêm cách để tiết kiệm. Ừ, giỏi. Ừ, người ta nói là tiết kiệm là quốc sách mà con. Dạ, ha. Con hiểu rồi. À, vậy thôi nha, tôi chuẩn bị đi á. Nói thiệt chứ, bây giờ cứ phập phồng á, tôi tới mà tôi thưởng thức được cái món bà nấu á, trong lòng nó cứ nôn nao làm sao á. Thiệt. Thôi cúp máy nghe. Vô đi. Ông ơi, con báo cáo những việc hôm nay được không ông? Được con, vô đi. Dạ. Dạ, bắt đầu từ tối qua. Tại sao lại cúp đi? Dạ, bây giờ là 8 giờ tối. Theo lời ông thì con sẽ tắt hết đèn điện trong nhà từ lúc 8 giờ để tiết kiệm điện. Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Không chịu đâu, không chịu. Con muốn cúp điện con. Trời ơi, nó nói là nó làm liền à. Thôi, đi ngủ đi con. Ngủ đi. Đi. Nếu tiết kiệm như vậy, mỗi tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được 500.000 tiền điện. Còn nữa, con còn bỏ muối vào nước vo gạo để giặt đồ thay thế cho thuốc tẩy. Như vậy, mỗi tháng con có thể tiết kiệm được 50.000. Có lý lắm. Từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, con sẽ tắt toàn bộ máy lạnh trong nhà. Và mọi người chỉ được bật khi đi ngủ. Nếu thấy nóng, chị em con sẽ dùng quạt nên không sao cả. Giỏi. Nhưng mà con xin lỗi ông, hôm nay con chỉ nghĩ được bao nhiêu đó cách tiết kiệm mà. Nếu như mà ông thấy không được á, thì ông có thể trừ tiền lương của con cũng được. Không phải trừ cái chuyện đó. Con không cần phải bận tâm, giữ nguyên như vậy không có sao hết, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Hello em, Nguyên á về trễ nên nó kêu chị ngồi đợi nó một chút. Dạ. Nguyên nó mất rồi đúng không? Chị My, vụn bánh rơi xuống sàn, dọn cực lắm đó chị. Chị xin lỗi. Bữa sau chị để ý hơn. Dạ, bữa sau chị ý tứ hơn chút nha. Ý tứ hả? Thì á, chị ăn á, rớt vụn bánh xuống sàn, rồi bàn ghế thì xơi dịch lung tung. Ngày nào chị dạy xong á, em cũng dọn muốn chết luôn. Ủa, em có hơi khó tính quá không? Chị ăn xong rồi tí nữa trước khi chị đứng dậy rồi đi, chị sẽ dọn mà. Với lại em nghĩ quan cho chị rồi đó. Chị vô ngồi chị ăn chị đọc chuyện thôi à, chứ chị không có mà xê dịch bàn ghế gì đâu. Thì hồi nãy em dọn rồi, bây giờ em phải dọn lại nữa nè. Thôi xin lỗi em mốt chị không ngồi đây ăn nữa. Chị để nó đi em dọn cho. Thôi khỏi, chị dọn được. Chị vô phòng Nguyên chị đợi. Tao biết. Lại lại. Vô ông chờ một cái, mau lên, mau lên. Dạ. Bỏ đại đó, đi đi xuống. Vô lại lên. Dạ alo, em tới rồi nè. Chào chị. Dạ dạ dạ, anh tới hả? Lấy đồ. Thôi đợi em xíu nha. Trời sao nắng dữ vậy trời. Dạ dạ em ra liền, em ra liền. Dạ dạ, có trả tiền xe không anh? À, dạ hả? Ây da. Ấy. Trời ơi. Alo, dạ dạ em tới liền. Ủa, chị tìm cái gì ngoài vậy? Ủa, Tâm Anh, em có thấy cái áo khoác của chị để đây không? Em đâu có thấy đâu, em vừa mới xuống mà. Đâu rồi ta? À, chị ơi. Hả? Có thể là Lam Chi giấu á. Lam Chi hả? Ôi, nắng quá. Ủa, hello hai đứa. Ủa chị, hả? Chị lấy cái áo của em hả? Ủa, cái áo này của em hả? Chị xin lỗi nha, tại hồi nãy trời nắng quá chạy ra lấy đồ á, cho nên chị mượn đỡ chị... Sao nó rách rồi? Sao rách rồi chị? Chắc là hồi nãy gấp quá nó mang vô cửa. Nhưng mà sao rách nào không hiểu giờ mang có chút xíu. Sau này chị đừng có tùy tiện đụng vô đồ của người khác nha. Chị ơi, sao nãy chị lại nặng lời với chị My vậy? Tại chị My tự tiện đụng vô đồ của chị chứ gì nữa.
Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chị về nha Tâm Ý. Chào chị. Chào em. Ôi chú ơi. Hả? Cái này của chú làm rớt hả? Ờ, rê chú. Dạ, mà hình như chú tính sai rồi đó chú. 22 x 2 là bằng 44, mà chú ghi có 24 à. Nay cũng bắt bẻ chú luôn hả? Dạ không, con không có ý đó đâu chú. Chú nói cho con biết, công việc của con là quét dọn, lau nhà, lau cửa, đừng có xía chuyện người khác, biết chưa? Dạ, con chỉ sợ là chú bị ông la, cho nên con mới nhắc chú à. Sợ chú bị ông la, con càng ngày càng quá đáng lắm á nha. Dạ, con xin lỗi chú. Làm gì ồn ào vậy? À, dạ, không có gì đâu ba. Chuyện gì? Con đang tính sổ sách rồi nè. Mà cái con bé này đang tính sổ sách hả con? Dạ. Ai kêu làm? Ba đã kêu con làm hả? Chẳng phải ba đã nói là tất cả những cái chuyện mà thanh toán sổ sách thế này kiểm tra là đưa cho trưởng phòng Khiêm không? Dạ, nhưng mà tại con thấy mấy cái này sổ sách quan trọng không à, cho nên con đem về nhà con làm cho nó chắc. Ồ vậy hả? Dạ. Chính vì quan trọng mới đưa người khác làm. Con đừng có làm những cái chuyện mà nó liên quan đến vấn đề mà động não á con. Hiểu không? Con hiểu hả? Tức là tất cả những cái chuyện gì mang tính chất động não con không làm. À mà không, bây giờ về đi. Con phải tập mình sống với một cái tinh thần là coi như là không có đầu. Hiểu không? Nhưng mà ba, mình đang có đầu mà sao mà sống như không có đầu được? Con giải thích thế nào tao? Có nghĩa là như thế này, con không phải làm những cái chuyện này của người khác làm, hiểu chưa? Trời ơi. Trời ơi Ngọc, ơi Ngọc, đưa đi cái viết. Sợ nó quá rồi. Con nhìn cái gì? Dạ. Đừng có giả bộ nữa, nhìn thẳng vô mặt chú rồi nè. Có phải là con cũng có ý nghĩ giống như ông không? Dạ. Kêu người có đầu sống với ý nghĩ là mình không có đầu đúng không? Dạ không. Chú nói cho con biết nha. Đây nè, nhìn cho kỹ nha. Chú nè, có đầu đàng hoàng nha. Dạ. Tâm Ý. Dạ. Ừ, chú con vô tủ lạnh lấy gà nấu cho gà đậu xanh cho chú nha. Dạ, trong tủ lạnh hết gà rồi chú. Vậy con chạy ra chợ mua gà đi. Chú muốn ăn cháo gà đậu xanh. Con định tối nay nấu canh cua đồng cà pháo. Chú không thích món đó hả? Con lỡ sơ chế hết rồi. Bộ chị lại phật ý chú nữa hả? Không phải đâu. Vậy tại sao chị lại bị chú la? Thì tôi nói cho hai chị em mấy người biết nha. Bạn nói đi. Tại vì ba tôi á ghét hai chị em mấy người. Nhìn hai cái mặt của chị em mấy người á, có hơi muốn chết luôn à. Món gì đây? Cháo gà đậu xanh đâu? Dạ, tại hết đậu xanh rồi cho nên con làm món gà xào xả ớt. Để mai con làm cháo gà đậu xanh cho chú nha. Tâm Ý, con hiểu tiếng người không vậy? Chú nói là chú muốn ăn món cháo gà đậu xanh mà. Ba, sao vậy ba? Dạ, con cũng định đi mua, mà cô kêu là cứ làm món gà xào xả ớt đi. Cháo gà đậu xanh với lại gà xào xả ớt thì cũng là thịt gà thôi con. Hai món rõ ràng khác nhau mà ba. Món gà trong dĩa này toàn là xả ớt không nè, ba không thấy hả? Ủa ba, ăn miếng xả ớt đâu có sao đâu ba. Ba, thôi đâu rồi. Đi đâu á? Còn muốn ăn nữa, Tâm Ý, trong ngoài gặp chú một chút đi. Dạ. Ôi cái thằng này, nói vậy mà nó cũng dối cho được à. Tại sao con làm như vậy? Con coi thường chú vừa vừa thôi chứ. Tại sao con lại coi thường chú? Bây giờ con nói đi, chú cần biết lý do. Tại sao? Anh với Tâm Ý làm gì qua đây vậy?
không có gì đó. Em đi vô trong đi. Em nghe rồi. Em mới là người kêu Tâm Ý nấu món gà xào sả ớt nè. Anh biết rồi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là cái món gà xào sả ớt đó. Mà vấn đề ở đây á là anh với con bé này có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Chuyện gì mới được chứ? Chuyện gì kệ anh, em vô trong đi. Bây giờ coi như em không biết chuyện gì rồi, em đi vô đi để anh giải quyết. Vậy cũng được nữa hả? Được hết á. Tâm Ý. Dạ. Pha cà phê xong rồi ra chú biểu nha. Dạ. Dạ, con mời chú. Tâm Ý. Dạ. Con ngồi đi. Dạ, sao vậy chú? Chú có chuyện muốn nói với con. Con nói là con chưa từng coi thường chú đúng không? Dạ. Hên là chú đã quay phim lại. Con có biết trong khoảnh khắc con đưa báo cho chú, con đã coi thường chú bao nhiêu lần không? Dạ. Sơ sơ cũng 6 lần. Dạ. 6 lần lần hả chú? Chứ còn gì nữa. Bây giờ chú sẽ cho con coi để con tâm phục khẩu phục. Nhìn đi, đây là bằng chứng đầu tiên con đã coi thường chú như thế nào. Dạ, con coi thường chú chỗ nào vậy chú? Từ cửa bước vào, đầu của con hướng về ai trước? Hướng về phía chú đúng không? Nhưng con lại chào ai? Dạ, con chào chú. Chào con. Tối qua chú. Con nhìn kỹ đi, đầu con hướng về phía chú nhưng con lại chào cậu sĩ trước. Sao lại vậy? Vị trí của cậu ba trong nhà này lớn hơn chú hay sao? Hay là con thầm thương trộm nhớ em vợ của chú? Đương nhiên là không rồi đúng không? Chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là con coi thường chú. Chưa hết đâu, con nhìn tiếp đi. Chú ngủ ngon. Dạ. Sau khi con chào cậu ba xong, con đã làm hành động gì? Dạ, hành động gì vậy chú? Con đã đạp lên giày của chú. Con có biết đạp lên giày của một người khác cũng đồng nghĩa là coi thường người đó không? Chưa hết đâu, con nhìn cho kỹ đi. Chờ chú lấy đôi giày kìa. Dạ. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Con có phát hiện ra điều gì không? Con đã làm chuyện gì vậy chú? Con không phát hiện ra luôn hả? Con hãy nhìn cho kỹ đi. Con vừa chào chú mà con còn ở hơi nhẹ một cái vô mặt chú nữa. Nè. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Nghe chưa? Nghe lại lần nữa nha. Tối qua chú ngủ có ngon. Đó. Như vậy không coi thường chú là cái gì? Chưa hết đâu, còn nữa nè. Con nhìn cho kỹ nha. Tâm Ý à, con đưa báo cho chú, con giả bộ đưa hai tay, nhưng sau đó con rút lại còn một tay. Như vậy là hành động coi thường chú đó. Để chú xả lại cho con coi nha. Con thấy chưa? Tâm Ý à, con coi thường chú quá rồi đó Tâm Ý à. Nhưng vẫn chưa hết sự coi thường của con dành cho chú đâu. Tiếp nè con, chịu khó ngồi coi nha. Tâm Ý. Dạ. Pha chú liền. Dạ. Chú kêu con đi pha cà phê, chú chưa nói hết câu con đã dạ rồi. Đó là một sự coi thường người khác. Nhưng đau hơn nữa, nhìn đi con, chú cứ ngỡ là sau khi con dạ xong rồi con đi pha cà phê liền cho chú. Nhưng sự thật rất phũ phàng, con không hề đi pha cà phê cho chú, mà con còn nấn ná con đứng con nhìn thằng Sĩ. Nó có gì hơn chú? Con thương thầm nó đúng không? Dạ. Trong chuyện này chỉ có hai điều thôi. Một
là con thương thầm thằng Sĩ, hai là con coi thường chú. Bây giờ chú hỏi con một lần cuối, con chọn đi, con thương thầm thằng Sĩ hay là con coi thường chú? Con nói đi. Thương thầm thằng Sĩ đúng không? Dạ con xin lỗi vì đã coi thường chú. Điều đó là thành sự thật. Tâm ý à, chú biết thế nào con cũng nói câu này. Nhưng thôi, chuyện đã lỡ rồi chú bỏ qua. Từ đây về sau, con không được coi thường chú như vậy nữa. Chú nói cho con biết, bổn phận của con là người ở, con phải tôn trọng chủ của mình. Chú là con người có cái đầu, chú biết tất cả mọi chuyện, con không qua mắt được chú đâu. Dạ, con xin lỗi chú. Từ đây về sau con không dám coi thường chú nữa. Con xin lỗi chú. Trời ơi. Dạ. Con vừa hứa chú cái gì? Con nói con không coi thường chú nữa mà. Vậy mà vừa nói dứt câu con đã quay đầu con đi. Con không thèm nhìn chú nữa. Dạ, con xin lỗi chú. Con xin lỗi chú. Trời ơi là trời, sao trong nhà này ai cũng coi thường tôi hết vậy?